hai tạ không anh? Cái này nó có được hai tạ không? Hả? Này trái to được hai tạ không? Thấy ít vậy? Ngày cũng được 40 trái không? Mốt là hai. Và coi cây bên này được hai tạ anh, cáp được hai tạ không? Cây này đâu đây này có cây này. Hay này nhỏ trái kia. Cây bên này cây bên này cáp được hai tạ không? Cây này. Mấy cây đó mấy cây ngoài kia kìa. À. Hai tạ hả? Hôm bữa là mẹ kêu là cây này tà bảy áo cây tà bảy còn lại 30 kg cho giờ anh cá này có được hai tạ không nhắm nhắm lại cây này không được hai tạ cây này hả thế vậy bình quân chắc cũng được anh cho cây này mấy chục trái cây này chắc được 55 trái đây cho ba là 8, 10 13 18 20 23 26 29 30 30 cho 60 trái đi. 60 trái mà anh đổ đầu cho nó 2 kg rưỡi thôi. 2 kg rưỡi à? Một tạ 3, này em cho một tạ 4 thôi. 4. Cái này làm gì mà tới được từ tạ 6 phải. Mẹ ít hả? Nhìn thấy nhiều vậy mà. À cái trái nhỏ đúng không? Những cái trái nhỏ như vậy anh đổ đầu là sao mà được 3 kg. À. Em nói 2,7 2,8 mà. Cây bên kia cũng cái trái bự vậy đều. Được. Cái này trái.